Thôi thì để Thanh Thạch hướng dẫn cho anh em xử lý cái hiện tượng mà bị kẹt cái báo nhớt nha. Thì khi mà mình không bắt nhanh gì hết, hai đèn này nó cháy, đèn này là đèn báo mo, đèn này là đèn báo xi nhan và nó chung với báo nhớt. Khi mà mình không có xi nhan mà tự động nó cháy, có nghĩa là một là hết nhớt. Nếu như mà anh em đã châm nhớt đầy mà nó vẫn bị cháy này thì nó đã bị kẹt cái báo nhớt rồi. Thì cách xử lý rất là đơn giản anh em nha. Tắt. Mở nắp nhớt ra. Rim chìa khóa lại, bật lên. Cháy đúng không? Rồi. Cầm cái vít cỡ này nè. Gõ lên đầu bình nhớt. Gõ nha. Nè. Vẫn còn đang cháy nha. Gõ nha. Còn không? Rồi. Thanh Thạch luôn luôn lắng nghe, hết lòng chia sẻ. Nếu như anh em là người đam mê dòng xe Sibo này thì hãy cùng với Thanh Thạch chắp cánh bay lên để mình chinh phục đỉnh đam mê anh em ha. Chào.